sai lầm của chính quyền Kiev đối với Việt Nam. Để thể hiện rõ thái độ lật lại lịch sử, gạt bỏ các nhân vật cộng sản, Hội đồng thành phố Kiev mới đây đã thông báo tước danh hiệu công dân danh dự thành phố Kiev của cố Tổng bí thư Trường Chinh. Trong danh sách này còn có Leonid Brezhnev, Tổng bí thư thứ ba của Đảng Cộng sản Liên Xô cùng nhiều cựu lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô khác như Alexey Epishev, Vitali Maso, Kizil Modkalenko, Alexey Fedorov. Danh hiệu công dân danh dự thành phố Kiev được trao cho công dân Ukraine, người nước ngoài có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của thành phố của Kiev, giúp đa dạng hóa di sản văn hóa tinh thần, có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, y tế, thể thao, kinh doanh và các lĩnh vực khác, góp phần củng cố vị thế trong và ngoài nước của thủ đô Kiev. Đáng chú ý, trước đó, quyết định của Hội đồng thành phố Kiev ngày 1 tháng 6 năm 2000 đã nêu rõ danh hiệu công dân danh dự thành phố Kiev được trao cho cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quyết định của Hội đồng thành phố và có giá trị trọn đời. Vậy tại sao Kiev lại hành động bất nhất như vậy, nhất là một nhân vật lịch sử như Trường Chinh đã có nhiều đóng góp với việc phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ukraine? Thực tế, đây là những nỗ lực nhằm lấy lòng Mỹ và phương Tây, thể hiện rõ Ukraine đoạn tuyệt với lịch sử là một phần của Liên Xô trước đây, nhất là những nhân vật, sự kiện có liên quan đến cộng sản. Động thái phi ngoại giao, phi chính trị, phi văn hóa này nhằm buộc Việt Nam phải chọn bên mà không được phép chọn lẽ phải và cũng nhằm mục đích xin được viện trợ nhiều hơn nữa của phương Tây. Nhưng thật may, nhờ có sự kiện đáng xấu hổ này, cho chúng ta thấy bản chất thực sự của nhà cầm quyền Kiev hiện nay. Ukraine vừa làm được một việc mà có lẽ cả hệ thống tuyên truyền của Nga cũng như FSB dù tốn hàng tỷ đô cũng không thể làm được, đó là biến các quốc gia trung lập như Việt Nam chuyển hẳn sang ủng hộ Nga toàn tập bằng việc loại bỏ tư cách công dân của cố Tổng bí thư Trường Chinh, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước hành động này, một số cư dân mạng đã bình luận như sau. Bạn Hoàng Nam cho biết, chúng tôi biết rằng các anh đang muốn thể hiện quan điểm mạnh mẽ để chứng minh mình theo phương Tây bằng việc bài trừ cộng sản để xin viện trợ. Nhưng các anh đang làm một việc đến một cá nhân hoàn toàn không dính líu bất kỳ một tí nào đến vấn đề của các anh. Nếu anh em cảm thấy làm việc này để nhận được sự ủng hộ từ Việt Nam thì xin lỗi, là anh em đã nhầm. Bạn Minh Phúc cho biết, tước danh hiệu công dân danh dự của Kiev đối với một người đã khuất thì chả có ý nghĩa gì về mặt cá nhân của người đã khuất. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine đang tự làm lộ bản chất hèn kém của chính đất nước mình, chỉ vì để thể hiện sự bài trừ cộng sản để cầu mong sự viện trợ hơn nữa của phương Tây. Rồi người gánh chịu cũng là người dân Ukraine, chính vì họ mong đổi mới, bầu một diễn viên hài lên làm tổng thống. Liên quan đến vụ việc này, thì đại diện Hội đồng thành phố còn nhấn mạnh việc người bị tước là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chứng tỏ không có nhầm lẫn hay không biết gì, đây là một sự cố ý sắp đặt có chủ đích.